Với mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài này. Ngày hôm qua 18 tháng 7, Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 đã được phát động tại Hà Nội. Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 do Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhà tài trợ là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tổ chức. Các tác phẩm tham dự giải thưởng bao gồm tin bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận, chuyên luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, thuộc loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm báo chí được đăng tải từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022 trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Đối tượng tham dự giải thưởng là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ truyền thông của các đơn vị điện lực. Đặc biệt, ban tổ chức khuyến khích đội ngũ phóng viên trẻ với những hình thức thể hiện tác phẩm báo chí hiện đại tham dự giải. Ban tổ chức sẽ trao 35 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 274 triệu đồng. Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 11, tháng 12 năm 2022.